Xin chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh YouTube TV 886. Lần trước thì mình có quay một số cảnh ở Nghĩa Trang Bình Dương, nhưng vì máy hết pin nên bây giờ mình tới lần hai và mình quay lại cho nó trọn vẹn những cái gì mà mình chưa quay. Hiện tại thì mình đang đứng ở Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Đây là các bạn thấy. Đây là đền thờ, đây là một cái bức tượng đài của Hải Thượng Lãn Ông. Đây, nằm bên phía góc tay trái khi mình chạy vào lối cổng của Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Để mình tới và mình review lại cho các bạn thấy. Theo mình đọc ở trên bức tượng có ghi lại ngày tháng năm sinh của Hải Thượng Lãn Ông. Ông tên là Lê Hữu Trác, sinh năm 1720 và mất năm 1791. Lê Hữu Trác tự gọi là Lãn Ông. Đây là ngôi mộ của nhà văn Sơn Nam. Đây là được mấy câu thơ ghi gần cái tảng đá này, nghe rất hay các bạn. Sống thì xuôi ngược bôn ba, chết nằm đất Nghĩa vẫn là cố hương. Đây bến cát đất Bình Dương, Sơn Nam vào giấc miên trường ngàn thu. Kỷ niệm giỗ đầu tiên ngày 13 tháng 8 năm 2009. Đây là mộ phần của nhà văn Sơn Nam. Các bạn nào yêu thích văn học thì chắc chắn sẽ biết được ông. Đây là mộ phần của nhà văn Sơn Nam nha các bạn. Ông sinh ngày năm 1926, mất 2008. Đây trên phía đầu bia mộ có để một bức tượng của ông. Hai bên là có hai câu thơ: phong sương mấy độ qua đường phố, còn ở bên đây là hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Mình thì cũng mới tới nên cũng chút trước có đọc nhưng mà không nhớ lắm. Nhưng mà đây có một mùa Len Châu. Đây là tác giả của một bộ đây, cái bộ phim mùa Len Châu đã từng đoạt giải. Đây là cũng do ông sáng tác nha các bạn. Đây là mình đang qua cái khu nghĩa trang của nghệ sĩ, những nhà văn, nhà thơ hay diễn viên rồi đạo diễn. Còn đây là một cái ao, người ta thể hiện lại, mô tả lại cái ruộng lúa ngày xưa của người dân Nam Bộ. Ở đây là có chiếc cầu khỉ mà người dân Nam Bộ phía dưới miền sông nước hay đi bắt qua lại. Các bạn thấy khi bây giờ chắc còn rất ít, bây giờ đã thay bằng những chiếc cầu xây. Còn đây là mộ của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Ông sinh ngày 26 tháng 6 năm 1970, từ trần ngày 30 tháng 6 năm 2009. Đây chắc là một nghệ sĩ cũng rất có tiếng, nhưng mà do mình cũng ít coi phim nên mình cũng chưa biết về ông nhiều. Nhưng mà các bạn chắc đa số nếu mà có coi phim Việt Nam của mình chắc sẽ biết về ông. Đây là nơi an nghỉ của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nha các bạn. Còn đây là ngôi mộ của Sòn Giả, dì Kiều và chồng của bà là nghệ sĩ Lê Quang Tám. Cái hai người nghệ sĩ này là nói chung cái đời sau của như lớp trẻ thì chắc khó thế nào mà biết được. Người ta đang có một chú thì đang làm lại cái chữ để cho nổi rõ hơn. Còn đây là nơi an nghỉ của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Cường, nghệ danh Tư Cường. Đang cầm cái đàn nguyệt, chắc là bên dân ca cái lương ngày xưa. Xung quanh một phần của ông thì được xây bằng đá tổ ong. Theo mình quan sát thì
Những ngôi mộ nghệ sĩ đều có một bức tường bằng đá cả để ghi lại. Từ nãy tới giờ thì mình có quay được một số ngôi mộ của những người nghệ sĩ, những người đạo diễn, những nhà thơ văn. Thì có một số người thì mình biết, còn một số người thì do mình cũng là thế hệ sau nên cũng không thể nào biết được. Nhưng mà người đó mình nghĩ chắc là rất có tiếng tăm. Còn đây là mình tới một ngôi mộ của nghệ sĩ. Thực sự mà nói thời ông cũng đã qua lâu rồi, nhưng mà thời quan son của ông thì mình biết, tại vì đây đây là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang nha các bạn. Đây các bạn thấy, đây là mình đang ngồi trước mộ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Ông sinh năm 1943 và mất năm 2017. Nghệ sĩ Thanh Sang thì mình đã coi rất nhiều tuần cải lương của ông từ lúc nhỏ kìa. Tại vì mình cũng là một dân rất là nghiện cải lương và rất yêu những cái người nghệ sĩ cải lương. Thật sự mà nói, trong những người nghệ sĩ bây giờ, mình thấy những người nghệ sĩ cải lương là cách sống của họ vẫn còn cái theo cái lối ngày xưa, rất có tâm với nghề. Phải nói là những người nghệ sĩ rất có tâm với nghề và họ có lối sống rất có tâm luôn, so với người sĩ đúng chất. Đây là nghệ sĩ Thanh Sang, là mình rất là yêu quý từ cái thời lâu lắm rồi. Như ông đã diễn một cái tuần cải lương với nhà, như là có bên cầu Dịch Lụa nè, rồi nói chung rất nhiều. Bây giờ hiện tại thì mình không thể nào nhớ lại mình kể được, nhưng mà mình biết ông qua cái đây bên cầu Dịch Lụa, ông đóng vai Trần Minh Khối Chuối các bạn. Đây cũng là một ngôi sao cải lương ngày xưa đó, một thời hoàng kim cải lương là bây giờ không còn, nhưng ngày xưa ông là cũng là một ngôi sao cải lương các bạn. Phía đối diện của mộ nghệ sĩ Thanh Sang thì là của phần mộ của đạo diễn Lê Dân. Ông sinh năm 1928 và mất năm 2016. Những người này thì rất lớn tuổi. Đây là bên đây là một phần của vợ ông, Lục Gia Vũ Phùng Thanh. Những người này quá lớn tuổi nên mình không thể nào biết, nên không thể nào nói cho các bạn nghe, tại vì mình cũng không muốn nói bừa được. Tại vì những cái gì mình biết mình mới nói, còn không thì mình chỉ quay sơ lược qua. Kế bên đây các bạn, đây là nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Ông sinh ngày 1 tháng 6 năm 2017 và mất ngày 23 tháng 2 năm 2017. Đây chắc là một đạo diễn rất là có tiếng các bạn ạ. Những người lớn này thì sau này thì mình cũng không biết, nhưng mà chắc những người lớn tuổi thì người ta sẽ biết. Còn đây là nhà thơ Ngô Anh Chương, có pháp danh là Tịnh Chương. Ông sinh năm 47 và tạ thế năm 2017. Những người này thì lâu quá mình không biết. Còn đây là nhạc sĩ Vinh Sử nè các bạn. Bài Nhẫn Cỏ Cho Em, Không Giờ Dồi, Đêm Lang Thang, Gõ Cửa Trái Tim, Nhành Cây Trứng Cá, Chiều Nước Lũ, Yêu Người Trung Quách. Đây là những bản nhạc mà các bạn từng hát đó các bạn, những bản nhạc bolero của nhạc sĩ Vinh Sử. Đây là những người này là sáng tác nè các bạn nè. Bài Nhẫn Cỏ Cho Em là cái bài anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương á. Đây là nhạc sĩ Vinh Sự sáng tác những bài này nha các bạn nha. Đây là một phần của ông. Còn đây là nhạc sĩ Thanh Sơn các bạn. Cái bài Nỗi Buồn Hoa Phượng chắc là ai cũng biết, nhất là những người những năm 60, 70 tới bây giờ. Đây là bài Nỗi Buồn Hoa Phượng ngày xưa rất là nổi tiếng.
được nghệ sĩ Thanh Sơn, nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác nha. Kế bên là nơi an nghỉ của nghệ sĩ Hồ Kiển. Ông sinh năm 1926 tại Dòng Chơm Bến Tre, từ trần năm 2013. Các bạn coi nhiều phim ngày xưa, nhất là cái bộ phim Đất Phương Nam các bạn. Các bạn nào coi phim Đất Phương Nam thì có nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển. Mình từng coi phim của ông rất là nhiều nên nhìn là biết rồi. Đây là nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển nha các bạn. Anh Vinh Châu mà anh đi thăm ba em. Ủa? Ủa? Cái nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển là ba của chị á? Đúng rồi. Trời, hôm nay cả nhà lên thăm ba. À dạ. À các bạn, đây là con của nghệ sĩ Hồ Kiển nha các bạn. Mình coi phim của ông rất là nhiều, nhưng lần đầu tiên lên và thấy được con của ông và cháu ngoại của ông lên để thắp hương. Dạ. Này trùng ha, trùng lập ha. Dạ. Tại vì em coi phim của ông rất là nhiều rồi. Lên có một người sĩ An Châu thì biết cũng mới đây, nhưng mà người ta xây chưa xong, nhưng mà lên có bất ngờ luôn, tại vì cũng không nghĩ ông anh mất. Anh ở đâu vậy? Dạ. Em ở Thủ Đức chị. À Thủ Đức. À, ông mất 2013 nhưng mà đúng lên rồi. Đây mới mới thấy mộ của ông lên, không biết. Là tại vì cái này đi lo. Này dạ. Là con gái nhỏ. Chị là hai người Úc. Dạ. Ủa vậy là hai chị là con của ông đúng không? Đúng rồi. Đây là con rể. À, dạ. Cháu ngoại. Dạ chào anh. À, cái khăn giấy đâu rồi con? Đây là gia đình của nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển các bạn. Thật sự rất là may thì lên đây thì mình có gặp gia đình. Chắc là mấy nhỏ đứng đi. Đây là người mà các bạn coi phim nhất là thể hiện giỏi nhân vật nhất, là mình coi nếu mà còn lưu dấu nhiều nhất là bộ phim Đất Phương Nam các bạn. Đây là con của nghệ sĩ Hồ Kiển tới thắp hương cho người. Thật sự mình hơi bất ngờ luôn. Và phía mình đây là còn đây, phía bên đây là mộ của nghệ sĩ Giang Châu nè các bạn. Thấy hình như để cái giỏ sò. Ông nổi tiếng vì cái tuồng ngao sò khớn ngày xưa. Thời đó lúc trước là nghệ sĩ Thanh Điền cũng đã từng diễn quay này, nhưng mà quay quang. Còn ông là quay và quay ngao sò. Đây là nghệ sĩ của một nghệ sĩ Giang Châu nha các bạn. Nhưng mà người ta chưa làm đầy đủ nên cái tên đồ này đó người ta chưa gắn. Nhưng mà mình thấy cái giỏ sò này mình biết chắc chắn đây là mộ của ông rồi. Còn đây mà tới đây thì có một cái tảng đá, người ta có ghi không có anh hùng nào mà không có mẹ. Đất là mẹ của ta, ôi ta yêu mẹ nhất, mẹ đã sinh ra lớp anh hùng. Thì đây nhắc đến gì thì các bạn sẽ biết. Đây là một cái tượng đài của bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì thời trước chúng ta có, nói chung trước xưa giờ vậy, khi mà đất nước lâm nguy thì lúc nào cũng có những người con ra đi để mà giúp nước. Nhưng mà sau đó nỗi gánh nặng, nỗi mất mát lớn nhất của là những người mẹ, người vợ. Đây là tượng đài của mẹ Việt Nam anh hùng nha các bạn. Xung quanh thì trồng hàng cao rất là đẹp, có nhiều cây có trái luôn. Đây còn có dây chầu nè. Như đây là dây chầu sao các bạn. Đúng rồi, cái này là dây chầu nè. Lâu lắm rồi mình mới thấy cái dây chầu này nè.
đây là khu mộ của gia tộc nha các bạn. Đây thì đây là mình đang đứng trước phủ Trần Phủ Chiêm Bộ, chắc là của người Ho các bạn. Đây cũng cách này xây chỉ có người Ho phải xây chỗ này hơn. Ở đây thì toàn là những người có tiền giàu có người ta mới sắm sửa như thế này. Đây là nguyên một cái gia tộc người ta, khi người ta mất ta đều chôn đây cả. Đây là ngôi mộ này, có lẽ đây là của những người Ho các bạn. Còn đây là bàn ghế đá này. Đây, cái này là bàn ghế đá. Còn xung quanh đây cũng là những ngôi mộ từng họ khác nhau. Những người có tiền người ta mua sẵn trước, nên sau này có mất thì người ta chôn cất ở đây, mua nguyên một mảnh lớn. Khu này thì dành cho những người có tiền các bạn. Đây giống như đất vàng vậy đó. Các bạn thấy công ty là xung quanh xa xa kia cũng vậy. Những khung mà xây xây lên là gọi là mộ của bộ tộc cả, của dòng họ cả. Rất là đẹp. Ở đây thì mình thấy không có khác gì là cái công viên, chứ không có phải là gọi là nghĩa địa nghĩa gì cả. Rất đẹp. Còn đây là một ngôi mộ mình thấy cũng rất đặc biệt các bạn ạ. Đây là ngôi mộ này là cũng là một cái giống như một cái gia tộc luôn. Ngôi mộ này được làm toàn bộ bằng gạch thô cương. Ngôi mộ này làm toàn bộ bằng gạch thô cương các bạn ạ, nhìn rất là đẹp. Đây là của chiêm bộ của họ Vương, của họ Ngô nha các bạn. Ngô Vượng dạng dở, non sông Việt, vương vức lạc hồng mại xứng danh. Đây là hai câu thơ của đang ghi trên cái ngôi mộ của họ Ngô. Nhìn rất là đẹp, toàn đá hoa cương thôi, rất là nhiều. Đây là một ngôi mộ người ta đang xây. Ngôi mộ này mình nghĩ chắc là của những người rất là giàu có và lớn. Nhìn rất là rộng và đẹp.